độc đáo tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Một, tín ngưỡng phồn thực là gì? Tín ngưỡng phồn thực, phồn nhiều, thực nảy nở, thực chất là khát vọng cầu mong sự sinh sôi nảy nở của con người và tạo vật, lấy các biểu trưng về sinh thực khí và hành vi giao phối làm đối tượng. Các cơ quan sinh sản được đặc tả để nói về ước vọng phồn sinh. Người xưa qua trực giác tin rằng năng lượng thiêng ở thiêng liêng hay ở con người có khả năng chuyển sang vật nuôi và cây trồng. Do vậy, tín ngưỡng phồn thực với nhiều nghi thức thờ cúng, phát sinh và phát triển đa dạng. Hình ảnh nam nữ với bộ phận sinh dục phóng đại được tìm thấy trên tượng đá với niên đại hàng nghìn năm trước công nguyên ở Văn Điển, Hà Nội, ở những hình khác trên đá trong thung lũng Sapa, ở nhà mổ Tây Nguyên. Việc thờ sinh thực khí còn thể hiện ở việc thờ các loại cột, cột đá tự nhiên hoặc cột đá được tạc ra, có thể có khắc chữ dựng trước cổng đền miếu, đình chùa và các loại hốc, hốc cây, hốc đá trong các hàng động, các kẽ nứt trên đá. Bên cạnh việc thờ sinh thực khí giống như nhiều dân tộc nông nghiệp khác, cư dân nông nghiệp lúa nước với lối tư duy chú trọng tới quan hệ, còn có tục thờ hành vi giao phối, tạo nên một tín ngưỡng phồn thực độc đáo, đặc biệt phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. Chân nắp thạp đồng được tìm thấy ở Đào Thịnh, Yên Bái, niên đại 500 năm trước công nguyên, xung quanh hình mặt trời với các tia sáng là tượng bốn đôi nam nữ đang giao hợp. Thân thạp khắc hình chìm những con thuyền, chiếc sau nối đuôi chiếc trước, khiến cho hai con cá sấu và rồng được gắn ở mũi và lái của hai chiếc thuyền chạm vào nhau trong tư thế giao hoan. Hình chim, thú, cóc, giao phối được tìm thấy ở khắp nơi. Ở Hòn Đỏ, Khánh Hòa, khi nhiều ngày liên tục không đánh được cá, người ta phải tới cầu xin, lạy ba lạy và cầm tượng trưng cho sinh thực khí nam đâm vào lỗ lường ba lần. Lại còn số 3, số lẻ là số ưa thích của người phương Nam. Từ thời xa xưa, chày vào cối, bộ công cụ thiết thân của người nông nghiệp Đông Nam Á đã là vật tượng trưng cho sinh thực khí nam và nữ, còn việc giã gạo là tượng trưng cho hành động giao phối. Không phải ngẫu nhiên mà trong vô vàn các cách khác nhau được tách vỏ trấu khỏi hạt gạo, người Đông Nam Á đã chọn cách này. Trên các trống đồng khắc rất nhiều những hình nam nữ giã gạo từng đôi. Vai trò của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống của người Việt cổ lớn tới mức những chiếc trống đồng, biểu tượng sức mạnh, quyền lực, cũng đồng thời biểu tượng toàn diện cho tín ngưỡng phồn thực. Cách đánh trống đồng theo lối cầm chày dài mà đâm lên mặt trống được khắc trên chính các trống đồng và còn được bảo lưu ở người Mường hiện nay là mô phỏng động tác giã gạo, động tác giao phối. Trên tâm mặt trống là hình mặt trời với những tia sáng, biểu trưng cho sinh thực khí nam. Và giữa các tia sáng là một hình lá với khe ở giữa, biểu trưng cho sinh thực khí nữ. Xung quanh mặt trống thường gắn các tượng con cóc. Con cóc trong ý thức của người Việt là cậu ông trời, mang theo mưa, khiến cho mùa màng tươi tốt, cũng là một biểu trưng của tín ngưỡng phồn thực. 2. Tín ngưỡng phồn thực trong các lễ hội làng tại Việt Nam. Ở làng danh hiệu xã Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ, thờ tiền Lý Nam Đế, ngày hội dân làng làm 20 nõ nường, gỗ vuông mò cau treo lên một cây tre, lấy lá chuối làm lòng, tế lễ rồi dùng cây tre. Mọi người dự hội xông vào cướp nõ nường, cướp được đem về để đầu giường hay treo vào các sàn bầu, sàn bí. Người dân Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội cũng có cách tổ chức lễ hội rất độc đáo. Vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, dân làng có tục thi bánh dày và trò cướp bông. Để làm bánh dày trắng và thơm, làng phải cử ra những bà nội trợ có tài ngâm gạo đổ xôi, sao cho xôi dẻo mà không nát. Người dân Sơn Đồng giã xôi bằng mệt được thoa mỡ với lòng đỏ trứng gà để khỏi dính. Chày giã dài nửa sải tay, đầu chày được bọc bằng mau co nhưng không nguyên chiếc mà phải tước ra thành từng nan, rồi đan thành phiên kín, sau đó mới bó vào đầu chày, thít chặt bằng lạt giang. Với cách bọc này, chày giã lâu mà không bị rách. Mò cau bọc lấy đầu chày là một hình thức liên tưởng đến tín ngưỡng phồn thực xa xưa.
Không chỉ vậy, khi nặn bánh, người ta chia một nửa nặn thành những chiếc bánh dày tròn không có nhân, cỡ bằng quả cả bát, cứ hai bánh kẹp vào là một. Còn nửa kia nặn thành những chiếc bánh dày cuốn cỡ như chuối liềm, ngoài bọc lá chuối, giữa có nhân đậu xanh rang nghiền nhỏ trộn mật. Một bộ bánh gồm một cặp bánh dày tròn và một bánh dày cuốn, dân gian gọi tắt là bánh dày, bánh cuốn. Việc xếp bánh lên mâm bồng cũng theo một trật tự riêng có ẩn ý. Trước tiên, người ta úp lên giữa mâm một chiếc lá rá mới để làm cốt. Tiếp đó, bánh cuốn được xếp dựng đứng quanh thân rá theo vòng tròn cho đến hết. Sau đó, từng cặp bánh dày được xếp kín mặt mâm cao dần và thu nhỏ dần cho đến khi phủ kín bánh cuốn, tạo thành một mâm bánh hấp dẫn đầy đặn. Cách xếp này phải chăng cũng thể hiện sự giao hòa âm dương. Sau cuộc rước bánh là diễn trò cấp bông. Mỗi thôn sẽ làm một cây bông, một cây tre đực tươi, đủ ngọn, đủ lá, thân thẳng dài khoảng 5 mét, được trang trí nhiều màu sắc. Cuộc thi cướp bông bắt đầu và kéo dài từ mùng 6 tới chạng vạng hôm sau. Trò cướp bông đã thể hiện sự hòa quyện âm dương một cách nhuần nhịp. Tục xưa truyền rằng, năm nào cướp bông càng vui thì năm đó càng được mùa, và đàn ông cướp bông để có con trai. Hội làng Miêng Hạ, Ứng Hòa, Hà Nội lại có cách thức cầu phồn thực riêng của mình. Sau phần tế lễ trang nghiêm là trò ôi ai, trò được diễn về đêm khi đèn đuốc đã tắt hết. Một cụ già của làng cởi dây thả 6 cây bông đã được treo ở thượng lưng xuống. Bấy giờ trong đình tối như bưng, trai đình của các giáp tuân thủ theo hẻm của làng. Họ phải cởi hết áo quần ra, chỉ mặc quần đùi hoặc đóng khố. Sau đó miệng kêu hô ôi, tiến tới, ai lùi lại, lúc mạnh lúc nhẹ và cùng xông vào nhảy lên cướp bông. Khi cây bông được cướp xuống thì các trai đình phải xé bông cướp lấy cái nõ bằng tre trong tâm cây bông và chạy ra ngoài đình đem về đền của giáp. Các đình của giáp nào mà cướp được 3 cái nõ cây bông, giáp đó tin rằng trong năm họ sẽ làm ăn gặp nhiều may mắn. Trò ôi ai của làng Miêng Hạ còn gọi là trò cướp nõ xé bông. Hình ảnh cây bông thực chất là hình ảnh tượng trưng cho hai vật âm dương. Và trò ôi ai của làng Miêng Hạ chính là tâm thức của người dân mong một năm mới âm dương hòa hợp để vạn vật sinh sôi phát triển, dân an vật thịnh. Ở Bắc Giang, tín ngưỡng phồn thực biểu hiện rõ nhất là các trò vật cầu, cướp cầu, đánh cầu với chủ đề chính là cầu mưa, cầu nắng để cây lúa có điều kiện nảy nở đơm bông. Như lễ hội vật cầu nước ở xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Đây là lễ hội lớn có từ lâu đời, được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 âm lịch tại đền chính thôn Yên Viên, thờ Đức Thánh Tam Giang, Trương Hống, Trường Hát, Nhị Vị Đại Vương. Vào ngày hội, mỗi giáp sẽ cử 4 người, tuổi từ 18 trở lên, khỏe mạnh chưa có vợ, là cháu của những gia đình tử tế. Sau đó, làng sắm lễ ra đền thờ và xin phép thánh rước cầu ra sân trò. Quả cầu được làm bằng gỗ, to và nặng chừng 20kg. Trong 3-4 ngày diễn ra trò, tiếng reo hò, tiếng trống thúc giục như đánh thức cả một vùng quê nông nghiệp vốn bình lặng. Người ta tranh giành nhau quả cầu và ra sức cản phá đối phương trong sân cầu đầy bùn và nước. Làng Tiên Lục, Lạng Giang lại tổ chức trò cướp cầu với những cầu hồ của quan hội rất đặc trưng cho lễ hội nông nghiệp. Hội giai đánh cầu cho được mùa được màng, giai cao tốt lúa, trẻ lớn ra, già trẻ lại. Ngoài ý nghĩa phồn thực, trò cướp cầu còn mang ý nghĩa cầu mặt trời. Quả cầu được sơn màu đỏ, được tung từ đông sang tây, tượng trưng cho sự vận động của thái dương, cầu ánh nắng cho lúa, cho khoai. Trò cướp cầu đã thể hiện những suy nghĩ, những mong ước của người nông dân xuất phát từ điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội mà họ sinh sống. Trong hội làng Quang Lang, xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình có trò múa ông đùng bà đà, một trong nhiều trò diễn thể hiện rõ tính phồn thực. Dân làng là một hình nộm đàn ông gọi là ông đùng và một hình nộm đàn bà gọi là bà đà, với một số hình nộm trẻ con gái trai tượng trưng cho con cái của hai ông bà. Thân hình nộm được đan bằng trúc sa, một loại tre trồng ở bãi biển. Mặt ông đùng bà đà được vẽ trên chiếc nia, mặt trẻ con được vẽ trên chiếc dần, sao cho ngộ nghĩnh. Trên tai bà đà và tai các cô con gái được đeo hoa màu gà đỏ,
dân quang làng gọi là hoa ồng đùng. Quần áo ồng đùng bà đà được may bằng vải buồm cũ. Khi múa, người múa chui vào thân hình nộm đi bằng cà kheo, thành chân ồng đùng bà đùng. Sau khi vái lạy ở đền và ở chùa xong, chiêng trống nổi lên, tất cả dân làng hô tinh 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 Phật, thì ông đùng bà đùng úp mặt vào nhau và bắt đầu múa dọc khắp đường làng. Cuối cùng, ai cướp được đoạn nan trên người ông đùng bà đùng sẽ gặp may mắn. Sau khi lấy được, họ đem về gác đầu giường hy vọng sẽ khỏe mạnh. Những người trong độ tuổi sinh nở thì sớm sinh con theo ý muốn. Cắm xuống thuyền thì thuyền ra khơi vào lộc, bình an, may mắn. Cắm ra ruộng muối thì ruộng muối bội thu. Như vậy, từ những tiếng hô của dân làng, tinh tinh tình Phật, đến động tác quyện vào nhau của ông đùng bà đùng, người dân quang làng đã mộc mạc bày tỏ quan niệm phồn thực của mình. Có những trò diễn lại có cách thể hiện bằng các điệu múa như trò múa mò ở Đức Bác, Phú Thọ. Xưa dân Đức Bác có thờ một vị nữ thần và có tục múa hát thờ mô phỏng tính sao. Đền thờ xưa nhỏ làm bằng gỗ, có một gian đặt trên một quả gò, gọi là gò ám ảnh. Sau chỗ đất ấy được thay bằng một ngôi đình. Khi tế lễ xong, có trò múa âm dương hòa hợp, gồm 8 nam 8 nữ ăn mặc chỉnh tề. Bên nam cầm sinh thử khí nam bằng gỗ vuông, bên nữ cầm sinh thử khí nữ bằng mo cau. Khi múa, có tiếng trống chiêm đêm, bên nam hát trước, bên nữ đối đáp lại, giao duyên. Vào buổi tối khi lễ xong, lại có tục tắt đèn, trai gái tự do đùa nghịch. Mục đích của trò này cũng là cầu cho vạn sự sinh sôi nảy nở, kể cả mùa màng cũng như con người được phát triển. Những hành động thực của nam nữ tự do luyến lái giao duyên theo nghi thức và được đặt trong một không gian thiêng liêng cùng với thời gian là thời điểm mạnh trong chu kỳ sống, chu kỳ một năm của hoạt động con người thì nó sẽ hình thành một nghi lễ hội làng. Những đứa trẻ ra đời vào thời điểm này được dân làng chấp nhận vì họ tin rằng đó là những đứa trẻ sẽ mang đến sự phồn vinh cho cả dân làng. Như vậy, qua một số trò diễn trong hội làng nêu trên, có trò còn mang giá trị nghệ thuật, đã phản ánh được nội dung một hình thức tín ngưỡng dân gian. Những trò diễn đó nhằm biểu đạt lòng tin vào thế giới hư ảo do trình độ nhận thức nhiều mặt của người xưa còn thấp. Tuy nhiên, giá trị thực tiễn của lòng tin là con người rất mực chân thành đối với những điều mình ngưỡng mộ và phải có lòng tin đó thì con người và cộng đồng đó mới tiến hành một cuộc sống bình thường được. Con người thời xưa tự hình thành các tín ngưỡng dân gian và lấy những điều tự đạt chân thành đó làm đòn bẩy tinh thần cho cộng đồng của mình. Mặt khác, trò diễn còn giúp chúng ta hiểu rằng tín ngưỡng phồn thực thuở nguyên sơ vốn là một quan niệm gắn bó rất chặt chẽ với quan niệm tín ngưỡng nông nghiệp, là tín ngưỡng cơ bản nhất của cư dân trồng trọt. Nó rất phong phú và đã ảnh hưởng sâu đậm tới sinh hoạt xã hội ở nông thôn. Nó không phải hiện tượng dâm tục mà là ước vọng cơm no áo ấm ngàn đời của cư dân, luôn phải trông trời, trông nước, trông mây để làm nông nghiệp.